Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị đại diện các bộ, ban, ngành, trung ương và địa phương, thưa các doanh nghiệp kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam, sau một ngày làm việc khẩn trương, hội thảo về liên kết sức mạnh doanh nhân Việt, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh trong khuôn khổ của chương trình gặp gỡ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài với doanh nhân trong nước lần thứ hai, tổ chức trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 8 năm 2013 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Bộ Công Thương, Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức đã thành công tốt đẹp với những kết quả thu được hết sức hữu ích và thiết thực. Hội thảo đã được tổ chức là nỗ lực lớn của Ủy ban Nhà nước về việc người Việt Nam nước ngoài và các cơ quan liên quan nhằm tiến tới đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, một trong những nghị quyết được Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá thực hiện thành công và hiệu quả. Hội nghị đã vinh dự được đón Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị còn có sự hiện diện của các đại diện, các vị đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trung ương và địa phương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành trên cả nước, Hội liên lạc với người Việt Nam nước ngoài, các vị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các sở ban ngành của tỉnh. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm và tham dự của hơn 350 đại biểu, trong đó có gần 250 đại biểu kiều bào hiện đang làm ăn, sinh sống trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đại diện gần 20 hội doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài từ các địa bàn tập trung đông cộng đồng người Việt Nam như ở các khu vực châu Âu, Anh, Hungary, Pháp, khu vực châu Mỹ, Hoa Kỳ, Canada, châu Á, Thái Lan, Lào, v.v. cùng gần 100 doanh nghiệp trong nước đại diện cho hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các hội doanh nghiệp thành viên ở các địa phương. Hơn 40 phóng viên báo chí đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí truyền hình trung ương và tỉnh Lâm Đồng, báo chí kiều bào tại Hoa Kỳ đã tham gia và đưa tin về sự kiện này. Hội thảo đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nhân người Việt Nam nước ngoài nói riêng. Hội thảo đã nghe phát biểu khai mạc và phát biểu dẫn đề của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp kiều bào ở nước ngoài đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam kể từ sau chương trình gặp gỡ doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài với doanh nhân trong nước lần thứ nhất. Những chủ trương, chính sách khuyến khích kiều bào phát triển kinh doanh, liên doanh liên kết, nâng cao vị thế vì ích lợi ích doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước, góp phần vào thúc đẩy hữu nghị, hợp tác thương mại, văn hóa, du lịch của Việt Nam với các nước. Hội thảo đã nghe 12 tham luận phát biểu trực tiếp của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, của Bộ Công Thương, Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và đại diện các doanh nghiệp kiều bào, doanh nghiệp Việt Nam với những ý kiến tâm huyết và ý nghĩa, tập trung vào những nhóm vấn đề chính như sau: phát huy và thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện công cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vai trò cầu nối và khả năng liên kết giữa các doanh nhân trong nước với doanh nhân kiều bào, tạo cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác liên kết, liên doanh trong các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh để khai thác tốt nhất cơ hội làm ăn ở trong và ngoài nước, tìm đối tác nguồn hàng đầu ra cho hàng xuất khẩu Việt Nam và thu hút đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài, khó khăn vướng mắc của doanh nhân kiều bào khi về đầu tư kinh doanh và các biện pháp kiến nghị tháo gỡ khó khăn. Do thời gian hội thảo có hạn, nhiều đại biểu đăng ký nhưng không đủ thời lượng được phát biểu, ban tổ chức xin ghi nhận và đánh giá giá cao những đóng góp của các quý vị và sẽ đưa vào nội dung của kỳ yếu hội thảo. Hội thảo đều thống nhất đi đến một số nhận định như sau. Một, đây là diễn đàn đầy ý nghĩa và cơ hội tốt để các đại biểu kiều bào từ mọi nơi trên thế giới cùng các đại biểu trong nước có thể gặp gỡ, giao lưu, trao đổi ý kiến, bày tỏ nguyện vọng, đề xuất sáng kiến nhằm xây dựng cộng đồng kiều bào ngày càng mạnh mẽ, gắn kết chặt chẽ với quê hương, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển đất nước.
2. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ Chính trị đã được triển khai sâu rộng và phong phú đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mà lực lượng doanh nhân kiều bào là nòng cốt thực hiện và động lực thúc đẩy mạnh mẽ đưa hàng Việt Nam ra thị trường thế giới. Cuộc vận động chính là sự tăng cường kết nối, liên kết doanh nhân trong và ngoài nước để thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam ra nước ngoài. 3. Sự gắn kết kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với đà phát triển đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài về nước, xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài cũng có nhiều gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, khả năng và hiệu quả liên kết giữa hai lực lượng này còn chưa được phát huy tối đa, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa và sản phẩm của người Việt Nam ra nước ngoài. 4. Việc đẩy mạnh tăng cường kết nối, liên kết hoạt động của doanh nghiệp trong nước với ngoài nước sẽ hình thành một hệ thống mạng lưới tạo mục tiêu xuất khẩu gia tăng. Bên cạnh đó, chúng ta có thể hình thành một mạng lưới thông tin giữa các cơ sở sản xuất trong nước và kiều bào, tận dụng thế mạnh của người Việt Nam ở nước ngoài như một lực lượng tiếp thị cho sản phẩm trong nước nhằm mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác để có thể đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng Việt Nam ra nước ngoài. 5. Tăng cường và phát huy sức mạnh của lực lượng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, xây dựng và củng cố các tổ chức hội doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, thu hút đầu tư kiều bào về nước, mở rộng thị trường, hỗ trợ đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. 6. Về những trở ngại khó khăn, hội thảo nhận định về lĩnh vực xuất khẩu, các đại biểu đều cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam còn gặp nhiều rào cản, khó khăn trong việc quảng bá, giới thiệu và đưa hàng Việt Nam thâm nhập thị trường ngoài nước. Nguyên nhân chính là do giá thành cao, chưa đầu tư nhiều cho khâu thiết kế mẫu mã v.v. Việc giới thiệu quảng bá hàng hóa của Việt Nam ở nước ngoài chưa hiệu quả. Về lĩnh vực đầu tư, bên cạnh những cải cách về chính sách vĩ mô và thuận lợi về nhất định về thủ tục, các nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư người Việt Nam ở nước ngoài khi triển khai dự án tại Việt Nam vẫn vấp phải nhiều khó khăn, cụ thể như việc giải quyết các thủ tục hành chính còn chậm và thay đổi liên tục, gây trở ngại cho các dự án, có sự phân biệt giữa doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Giải quyết việc giao và cho thuê đất vẫn còn chậm, dẫn đến sự chậm trễ và kéo dài trong việc triển khai dự án. Về lĩnh vực du lịch dịch vụ, số lượng các dự án đầu tư của doanh nghiệp kiều bào và lĩnh vực du lịch trong những năm gần đây đã có sự gia tăng, tuy nhiên thiếu sự kết nối xây dựng lẻ tẻ, quy mô nhỏ, chưa có nhiều quy hoạch tổng thể. Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, đặc biệt hội thảo lần này đã dành thời gian để các đại biểu trực tiếp giao lưu, đối thoại, gặp gỡ, trao đổi thông tin, tăng cường tìm kiếm các đối tác trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, tức là diễn đàn B2B. Đã có hơn 250 đại biểu doanh nhân trong và ngoài nước chia thành 4 nhóm tham gia phiên giao lưu đối thoại, tập trung vào các chủ đề chính như sau: 1. Về lĩnh vực dịch vụ du lịch với các nội dung phát triển du lịch, khách sạn, nghỉ dưỡng, kinh nghiệm đầu tư bất động sản, đề xuất các chính sách biện pháp hỗ trợ đầu tư về điều chỉnh thuế đất, giao quyền sử dụng đất. 2. Về xuất khẩu hàng hóa với các nội dung thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác cho các hàng xuất khẩu Việt Nam, kinh nghiệm thâm nhập thị trường tại các nước, biện pháp khuyến khích hỗ trợ doanh nhân kiều bào đầu tư kinh doanh tham gia sản xuất và xuất khẩu hàng hóa. 3. Đầu tư kinh doanh với các nội dung, các biện pháp thu hút đầu tư kiều bào về nước, chia sẻ các lĩnh vực thu hút đầu tư. 4. Lĩnh vực bất động sản, tài chính với các nội dung, trao đổi về các lĩnh vực bất động sản hiện các doanh nghiệp đang quan tâm đầu tư và chia sẻ tháo gỡ khó khăn trong tình hình khủng hoảng hiện nay. Phiên giao lưu đối thoại giữa các doanh nghiệp nằm trong khuôn khổ chương trình hội thảo đã tạo được cho các đại biểu kiện doanh nghiệp trong và ngoài nước cơ hội trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tìm thấy nhiều tiềm năng liên kết trong các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh để khai thác tốt nhất cơ hội làm ăn ở trong và ngoài nước, cũng như tìm đối tác, nguồn hàng, đầu ra cho xuất khẩu của Việt Nam và thu hút đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài về nước. Tại hội thảo cũng đã diễn ra lễ trao giấy khen của Thứ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho 2 tập thể và 4 cá nhân và doanh nghiệp kiều bào có thành tích hỗ trợ công tác vận động cộng đồng, có hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả và góp phần phát triển kinh tế của đất nước. Lễ trao giấy chứng nhận cho 20 doanh nghiệp Việt Nam tham dự chương trình hội thảo. Hội thảo cũng đã kết hợp quảng bá cho lễ hội di sản UNESCO Việt Nam ASEAN kỷ niệm 120 năm Đà Lạt, năm du lịch quốc gia Tây Nguyên Đà Lạt và đã được các đại biểu trong và ngoài nước quan tâm hưởng ứng.
ngày mai mùng 8 tháng 8. Hội nghị sẽ tiếp nối bằng chương trình tham quan thực tế tại địa phương, thăm các cơ sở kinh doanh sản xuất hàng xuất khẩu tiêu biểu của Đà Lạt. Song song với hoạt động là chương trình giao lưu đánh golf do Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì nhằm tăng cường kết nối doanh nhân trong và ngoài nước. Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, qua một ngày trao đổi, thảo luận với các nhận định, đánh giá nêu trên, các doanh nghiệp trong và ngoài nước và trong nước và kiều bào đã nêu một số kiến nghị cụ thể với các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương như sau. Một, để tháo gỡ những rào cản về đầu tư cho đối tượng kiều bào, Chính phủ Việt Nam cần có những chủ trương, chính sách mới mang tính đột phá, tạo hành lang pháp lý thông thoáng và thuận lợi hơn cho các dự án đầu tư kiều bào, rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư, giải quyết những vướng mắc trong thủ tục hành chính, v.v., đảm bảo quyền lợi chính đáng của kiều bào có dự án đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam. 2. Doanh nhân và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài cần và phải trở thành cầu nối hữu hiệu, giới thiệu các nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hoặc tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế để tài trợ cho các dự án đầu tư ở trong nước. 3. Để phát triển và thu hút và đầu tư vào lĩnh vực du lịch, Chính phủ cần ban hành các văn bản hướng dẫn về bất động sản du lịch, cho phép các dự án du lịch chuyển đổi một phần sang dự án bất động sản. 4. Cần hỗ trợ tài chính vay ngân hàng, giảm lãi suất cho vay, giảm lợi nhuận giữa vay huy động vốn với lãi suất cho vay đối với các đầu tư doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài, miễn giảm các loại thuế cá nhân và doanh nghiệp và hỗ trợ thuế một số lĩnh vực đang gặp nhiều khó khăn như bất động sản và du lịch v.v., điều chỉnh giá thuê đất và thuế đất. 5. Các đại biểu cũng đã đề xuất một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài, trong đó có việc tổ chức triển lãm, bộ hội thảo thường kỳ để làm bàn đạp phát triển hàng hóa Việt Nam, giao thương với quốc tế, tạo môi trường cọ sát của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam với thị trường và tiêu chuẩn quốc tế. 6. Ngoài ra, các đại biểu kiều bào cũng đã đề xuất kiến nghị chương trình gặp gỡ doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân Việt Nam ở trong nước lần thứ 3 sẽ được tổ chức ở nước ngoài, và đề xuất này đã được đông đảo các doanh nhân trong và ngoài nước ủng hộ hưởng ứng. Ban tổ chức hoan nghênh, cảm ơn và đánh giá cao những sáng kiến đó và sẽ xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trên đây là dự thảo báo cáo tổng kết hội thảo mà ban tổ chức xin trình bày và xin các quý vị đại biểu cho ý kiến. Các quý vị nào đồng ý xin giơ tay. Các quý vị nào không đồng ý xin giơ tay. Không có quý vị nào. Các quý vị nào có ý kiến khác bổ sung? Vâng, xin cảm ơn tất cả các vị đại biểu. Như vậy, hội nghị chúng ta đã hoàn toàn nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết mà ban tổ chức đã trình bày. Và kính thưa các quý vị đại biểu, với kết quả tích cực của một ngày làm việc và nhiều tháng chuẩn bị công phu, hội thảo về liên kết sức mạnh doanh nhân Việt, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh hôm nay đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt với sự tham gia, tham luận, trao đổi, giao lưu, đối thoại trên tinh thần hết sức xây dựng, thẳng thắn và đầy tâm huyết của các đại biểu doanh nhân kiều bào và doanh nhân trong nước đã góp phần tạo nên thành công của hội thảo. Những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu sẽ là cơ sở cho việc điều chỉnh, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả các chính sách liên quan đến người Việt Nam nước ngoài nói chung và công tác vận động doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, nhằm hướng tới xây dựng một cộng đồng đoàn kết vững mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo đại diện các cơ quan, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội Doanh nhân, Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Bộ Công Thương, Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và các sở, ban ngành của tỉnh Lâm Đồng đã ủng hộ, hợp tác, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc tổ chức hội nghị này. Ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn các phóng viên, báo chí đã tới dự, tác nghiệp, đưa tin về hoạt động hội thảo. Đặc biệt, ban tổ chức xin bày tỏ tình cảm chân thành nhất tới các quý vị đại biểu doanh nhân kiều bào và các doanh nhân Việt Nam trên cả nước đã sắp xếp thời gian quý báu vượt hàng ngàn dặm về dự và đóng góp những ý kiến quan trọng, tâm huyết cho hội thảo. Một điều không thể thiếu, ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo
Các cán bộ, nhân viên của Đà Lạt Agency Resort đã nhiệt tình giúp đỡ công tác tổ chức hội nghị. Xin cảm ơn quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã tài trợ cho việc tổ chức thành công sự kiện này. Với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc hội thảo liên kết sức mạnh doanh nhân Việt, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh. Xin kính chúc các quý vị khách quý, các quý vị đại biểu, các doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.